Hi, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên Khủng long. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi hồi sinh một trong những em sinh vật bay đầu tiên của cái công viên này nha các bạn. Đó chính là em thằng làng bay Pteranodon nha. Ở đây mình có 6 cái DNA luôn. Chúng ta sẽ cho hết vào Cultivate hết nha các bạn. Thì mình có livestream để mà dọn một cái quả núi để mà xây chuồng cho cái con này rồi. Nếu ai chưa xem thì có thể xem ở trên kênh của mình luôn nha. Đây, ở đây thì mình sẽ cho sữa vào mấy cái Cultivate. Nó cho nó bắt đầu tạo ra trứng của Pteranodon nha các bạn. Quá xịn luôn. Ok, và bình cuối cùng. Đó, trời nó cũng tối rồi. Chắc mình sẽ đi ngủ một phát rồi sáng mai chúng ta sẽ tiến hành xây dựng cái chuồng cho con Pteranodon này nha các bạn. Đó, đi vô đây đi ngủ một phát thôi. Trời ơi, hôm bữa livestream đầu cái quả núi đúng mệt luôn. Ok, đây, để mình đi ngủ phát cái các bạn ơi. Đi ngủ một phát. Rồi, xịn nha. Ok, trời nó cũng sáng rồi nè. Đây là thời điểm thích hợp để chúng ta lấy mấy cái block với lại mấy cái vật phẩm ra cái đã. Đây, mình sẽ lấy mấy cái Reinforced Glass ra nha các bạn. Đó, rất là nhiều Reinforced Glass luôn. Đây, mình sẽ đi ra tầng 72 nè. Và chúng ta sẽ xây cái chuồng của con Pteranodon lùi xuống 10 ô nha các bạn. Đó, để mình cách ra 10 ô cái đã. Cách ra 10 ô. Nó sẽ ở chỗ này nè. Rồi chúng ta sẽ lùi xuống 10 ô nữa luôn đi. Đó, cho nó đều với bên kia cái đã. Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, ta sẽ đặt cái Reinforced Glass ở đây. Rồi, ở đây mình sẽ tiến hành xây cái chuồng của cái con Pteranodon này luôn nha các bạn. Thì cái chuồng này mình sẽ dự định xây là 50, 50 nhân 50 ô nha các bạn. Đó, cho nó bự luôn, cho chúng nó có thể thoải mái tung tăng bay lượn được. Ok, mình sẽ kéo ra trước cái khung nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ kéo cái khung ra trước cái đã. Kéo 50 ô ra. Rồi, và bên đây cũng vậy, mình cũng kéo ra 50 ô luôn nha các bạn. À quên, 49 ô chứ, tại vì ở đây nó có một ô sẵn rồi. Chúng ta sẽ ra 49 ô trước đi. Đó, kéo ra kéo ra. Ây da, chỗ này có cỏ nữa nè. Cái bề mặt này á, thì trước trước đó nó đã là một cái quả núi rồi, và dưới đây nó là đất đá các bạn à. Mình có đập ra và mình thay bằng một cái sàn bằng bằng grass luôn, bằng mấy cái block cỏ nè, cũng như là mấy block đất á, để cho nó trông thật hơn một xíu. Ok, kéo ra ngoài này. Rồi, việc còn lại chúng ta sẽ cần nói cái này lại thôi các bạn à. Trời ơi, quá hấp dẫn luôn. Có một cây đuốc kìa. Chắc mình dọn bị sót đó. Các bạn thấy không? Một quả núi cực bự luôn. Trời ơi. Ây da. Kéo tới đây. Rồi, thế là chúng ta đã có một cái khung quá đủ cho bọn Pteranodon nó tung tăng rồi. Ở đây thì mình sẽ tiến hành xây lên trước 10 ô nha các bạn. Đó, chúng ta chỉ cần lên 9 ô nữa là đủ 10 rồi nè. Mình sẽ dự định xây cái chuồng này với cái kích cỡ là, à, với cái chiều cao là 25 nha các bạn, 25 ô luôn. Nói chung là nó cũng không có cao lắm, không biết không có cao giống bên kia, nhưng mà như thế này là tạm được rồi đó các bạn à. Ok, chúng ta sẽ đi qua cây quan khác thôi. Đó, mình sẽ kéo cho nó tròn cái khu này cái đã. Ok, ghép hai cây quan lại và chúng ta lại chỉnh qua đó chế độ xây xây cột các bạn ạ. À. Không là nó sẽ xây lộn hàng ngang là chết đấy. Đập cái này nó hơi bị mệt luôn. Ok, tiếp tục kéo qua bên đây thôi các bạn ơi. Xong một mặt rồi, chúng ta còn ba mặt nữa thôi. Ai da, chỗ đây nó bị thiếu mất mấy ô rồi nè. Mình không để ý mấy cây quan mà khi nó bị hư á thì nó sẽ như vậy đấy các bạn ạ. À. Ok, chúng ta sẽ kéo qua bên đây. Kéo hết luôn.
cho nó xong một cái mặt bên đây luôn nha các bạn. Đó, cho nó xong một cái mặt bên đây luôn. Rồi, cái chuồng này nó cũng khá là rộng ha. Mình hết, à còn nè, hú hồn tưởng tôi hết reinforced glass rồi chứ. Để chúng ta phải xây thêm một ô như này nữa. Nãy trong quá trình kéo nó bị sai sót đó các bạn à. Rồi, kéo tiếp tục thôi. Đó, mình sẽ ghép hai cây quan lại cho nó tăng cái độ bền lên. Rồi, kéo bên này tiếp tục. Đây. Tiếp tục kéo một cái mặt này luôn nha các bạn. Đây là cái mặt thứ ba của chúng ta rồi đó. Ghép hai cái quan lại và chỉnh qua chế độ vertical. Tiếp tục kéo ra thôi. Ây da, hết quan rồi hả? Để mình lấy thêm quan ra cái đã. Ở đây thì chúng ta có rất là nhiều sắt không à. Làm thoải mái luôn anh em ạ. 15 cái quan luôn. Cho nó phơi. Mình sẽ lấy thêm reinforced glass ra. Ây da, chưa gì vứt linh tinh rồi. Mình cất vô lại cái đã. Ok, cất vô lại. Đây. Kéo tiếp tục anh em ơi. Rồi, chỗ này là xong rồi đó. Còn một cái mặt cuối cùng nữa thôi. Mình sẽ kéo lại luôn nha. Đó. Thì chắc cái công đoạn mà xây tiếp này mình sẽ tu nhanh một xíu nha các bạn. Ok, sẵn trên đây mình cũng lên mình lắp lại mấy cái reinforced glass ở đây luôn. Chúng ta đang bị thiếu nè. Đây và đây. Rồi, kéo cho xong cái mặt này đi. Tới chưa? Lâu quá vậy. Lâu quá vậy. Rồi, sắp tới rồi các bạn à. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tu nhanh nữa nha các bạn. Đây, mình sẽ đặt một cái block đó để cho nó liền lại. Cái này nó bị lỗi góc nhìn thôi à. Ok.
Nãy giờ thì mấy cái Kunzavat nó đã tạo xong hết tất cả các cái trứng của Pteranodon rồi các bạn ơi. Đó, chúng ta có tổng cộng là 6 cái trứng nha. Rồi, và cái chuồng thì mình cũng đã xây và trang trí xong rồi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đó, đây, ra ngoài này xem nha các bạn. Đây là cái chuồng của Pteranodon. Đó, mình có xây ở trong một cái núi nhân tạo cũng như là trang trí bằng mấy cái cây hết rồi. Bây giờ cái cửa này, cho tôi vào đi. Đó, các bạn thấy chưa? Đây, rất là rộng luôn. Kiểu này thì mấy con Pteranodon nó có thể thoải mái mà bay lượn rồi nè. Đó, đây, có mấy cái cây. Mấy cây chân gỗ các bạn ạ, mấy cái cây rừng. Rồi ở đây chúng ta có một cái hồ nè và một cái núi nhân tạo. Đó. Cái núi thì nó có mấy cái khe nước để chảy xuống cái hồ. Đó, hấp dẫn luôn. Ok, để mình kiếm đường đi lên cái núi các bạn ạ. Mình phải tạo một cái núi để cho bọn Pteranodon nó có thể bay lượn thoải mái được. Đấy. Rồi, tiến hành lên đây thôi. Rồi, ở đây chúng ta sẽ cho 6 cái trứng ra luôn nha các bạn. Ok, 6 cái trứng, 6 cái trứng của con Pteranodon. Em tí là cắn cái lưỡi rồi. Đọc nhanh quá. Đây, mình sẽ cho 2 cây đuốc đây để cho nó giữ cái độ ấm các bạn à. Wow, được 4% rồi nè. Khá xịn. Ok. Để mình lấy cái mũi tên ra luôn nha các bạn. Con này nó sẽ bị điều khiển bằng mũi tên nè, và nó ăn cá các bạn à. Ồ, kinh khủng lắm. À, 10 mấy% rồi nè, nó cũng khá là nhanh. Đó, trong khi đó chúng ta sẽ đi khám phá xem. Đây là cái núi nhân tạo. Ồ, nó cũng cao gần bằng cái núi bên kia rồi. Mình sẽ cái núi này 10 ô hay 15 ô vậy, mình không nhớ nữa. 10 ô sao các bạn à. Ồ, wow. Ánh sáng chiếu vô nhìn nó hấp dẫn ta. Trời ơi, có cả cái hồ nước nữa. Rồi, chắc mình sẽ đứng đây và mình chờ một xíu nha các bạn. 30 mấy% lên nè, cũng khá là tốt thôi. Rồi, thì nãy giờ nó đã lên được 90% rồi. Và cái trứng nó đã bắt đầu rung lắc rồi nè các bạn. Chúng ta có 4 cái trứng rung lắc rồi. Còn cái trứng này bị gì vậy? Xong mấy cái này, à cái này nó không có bị, nó không có ấm các bạn à. Chúng ta để xa cái đuốc quá. Ui, vậy là 4 con nó sẽ nở trước rồi nè. Và 4 con 4 con Pteranodon nó nở trước rồi. Mấy cái trứng này thì mình sẽ chờ sau nha các bạn. Ồ, con kia có vẻ bự hơn. Chắc có lẽ là con đực các bạn à. Nè, chúng ta có 3 con nhỏ và 1 con bự hơn một xíu nè. Để mình coi, con đực này. Đúng là con đực rồi nè. Trời ơi, hấp dẫn. Thì mình sẽ cho tinh chất gà nha các bạn. Hay là nước cốt gà đó. Đó, cho nó lớn, cho nó lẹ luôn. Ồ, siêu bự nha các bạn. Pteranodon bự. Đây là con đực đó, nên nó khá là bự. Cái sải cánh với lại cái phần màu ở chỗ đầu nó khá là to. Còn đây là con cái đúng không? Đúng là con cái các bạn ơi. Chúng ta sẽ cho nó ăn cá nha. Rồi, cho nó tiếp tục. Nước cốt gà. Rồi. À, nó full rồi hả? Vậy nó được bao nhiêu ngày vậy? 9 ngày là nó full rồi các bạn à. Wow, khá là xịn. Con này ăn cá với lại ăn ốc. Ngoài ra nó còn ăn trứng cá nữa các bạn ơi. Căng đấy. Căng đấy. Và chúng ta có thể điều khiển nó bằng cái mũi tên này nha các bạn. Đó, xịn chưa. Dùng cái mũi tên để mà điều khiển tụi nó. Rồi, trong khi đó mình sẽ chờ hai cái trứng này nó nở ra nha. Trời tối rồi và mấy trứng nó chắc nó cũng sắp nở ra rồi các bạn ơi. Ồ, có một cái nó đã rung lắc rồi nè. Và cái còn lại sao nó không chịu vậy. Hơi lâu quá nha. Để mình coi có thêm một cái con đực nào nữa hay không. 6 con nó lại phải được 2-3 con đực gì chứ. Ui, một con cái các bạn à. Trời ơi, hơi buồn nha. Ồ, và ở đây chúng ta có một con Pteranodon nó đã bay lượn rồi nè. Đã chưa. Trời ơi, hấp dẫn. Rồi, trứng này được 80 mấy% rồi nè. Sắp 90% rồi. Ở đây mình sẽ cho con này ăn trước cái đã. Đó. Rồi, trứng này nó cũng rung lắc luôn. Để mình đập cái đuốc này và cho nó gần cái glowstone để cho nó giữ cái độ ấm các bạn à. Ấm nó mới nở được lận.
Trời, lâu quá vậy. Và nó nở ra được luôn rồi các bạn ơi. Ồ, con này có vẻ bự. Là một con đực nữa các bạn ạ. Quá xịn luôn. Và bọn Toradodo nó đã ngủ rồi nè. À, bọn này chỉ hoạt động vào ban ngày thôi, ban đêm tụi nó ngủ. Ôi, cũng khá là tốt các bạn ơi. Đó. Rồi, ở đây mình có đem rất là nhiều đồ luôn. Nhưng mà khoan đã, để chúng ta đi ngủ cái đi các bạn ơi. Đi ngủ một phát cái đã. Ok, lên đi, ngủ phát rồi các bạn ơi. Xời ơi. Đó, rồi chúng ta sẽ tiếp tục teleport ra ngoài này. Đó. Ha ha. Hả? Ồ, chỗ này có con Toranodon. Ồ, con này hồi nãy mình bị lạc nè. Ha ha. Sẵn mình sẽ cho nó ăn cá luôn các bạn ơi. Đó, cho mày no nha con. Mấy con này thì khi đứng gần nó, khi mà cái trứng nở các bạn ạ, đứng gần trong khoảng cách là 6 ô á, là nó sẽ bị chúng ta thu phục luôn. Ồ, rất là tiện. Còn không chúng ta cũng có thể cho nó ăn, ăn đến khi nào lên trái tim cũng được. Ở đây mình có mấy cái Rusting Boss nè, với công thức rất là đơn giản các bạn ạ. Đó, bạn thấy không? Từ len, cái lóc, với lại cái que thôi. Còn đây là một cái đến cái vừa rồi là cái teether lock các bạn ạ. Ồ, cái đó như là cái khối gỗ các bạn ạ. Ở đây thì mình sẽ đặt mấy cái Rusting Boss trước đi. Đó. Cái này để cho bọn này nó có thể chơi đùa được các bạn ạ. Nó cũng như mấy trái banh vậy đó, nhưng mà mấy cái này thì bọn khủng long nó sẽ kiểu như là đấm bóp vào cái này đó. Không biết con này nó sẽ đấm bóp bằng kiểu gì ta. Có khi nó lại lấy mỏ nó cắn đó các bạn ạ. Ok. Rồi, à, dưới đây có một con Toranodon nó đã bay rồi nè. Khá xịn. Ok, dưới đây mình cũng sẽ cho mấy trái banh cho bọn này nó tha hồ chơi đùa luôn các bạn ơi. Cho nó nhiều banh lên. Banh nữa nè. Đó. Rất là nhiều banh luôn. Và mình sẽ đặt luôn mấy cái Rusting Boss luôn nha các bạn. Ồ. Cái này để tăng điểm vui vẻ cho bọn khủng long đó các bạn ơi. Xời ơi, quá xịn luôn. Còn về phần cái Tether Lock này nè, thì chúng ta cần phải chúng ta không có đặt không không về được các bạn ạ. Chúng ta còn phải đặt nó dưới một cái block khác. Đây, mình ví dụ cho bạn xem nha. À dạ, cái này mình lỡ để thấp rồi. Chúng ta để cao thêm một xíu. Đó rồi, đặt cái này vào. Ồ, nó kiểu như là cái cây gỗ vậy các bạn ạ. Ồ, bọn khủng long có thể chơi đùa được. Ok, quá xịn, để mình đặt cái này ra luôn đi. Cái chỗ này thì chúng ta sẽ không để như vậy đâu. Ồ, nó chơi với cái Rusting Boss rồi nè. Ok, thì chắc mình sẽ đưa cho các bạn một vài thông tin về em thằng làng bay Toranodon này nha các bạn. Ồ, khá là xịn luôn. Sao vậy, nhìn nó rất là đẹp các bạn ơi. Nó khác những phiên bản cũ rất là nhiều. Ồ, bản này thì nhìn bao đẹp luôn nè. Để mình dọn dẹp lại đồ và đưa thông tin cho các bạn nha.
Thì hy vọng đó là một vài thông tin về Thoranodon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn chia sẻ cũng như là comment ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.